đây nè, nó một mũ. Yeah.
Thì nhanh quá thì nhanh nhiều, thấy cái trên nó nhỏ nhỏ mà xuống nó bự hết trước ra.
quá trời, nhiều tiếng vàng và nhiều tiếng viện nữa, tiếng viện khó chịu quá. Chào chào các bạn, bà con thân yêu, tiếng viện quá trời luôn, nó chút chút kìa nè, hôm nay nó trắng đó trong nè, không quen là nó nổi mẩn luôn á. Ở sau nó có cái kim giống như con ong vậy đó, là nó chích. Đeo đầy lưng cho rồi lớp nào kiến đen, rồi lớp nào lông đen trắng nữa, như như các kè đó. Cổ đồ nhóc các kè bông. Đó, trên mình nhìn nó cao thấy nó nhỏ, rồi xuống nó to vậy này, nếu mình không chơi dây nó vô cái hàng rào của nó mất công đổ nợ tùm lum hết. Ô chè nữa tới được kìa, lửa tới nó càng quá tà kia. Đây là cái hai đứa lưu trường cây xe lửa nè, đang gọi đi tới trống nè, gặp nè, biết chạy hướng nào đó, bên đó chạy qua đó, đó tới rồi đó, tới rồi, tới rồi. Đây này gọi chỗ này trống nè, con nghe quá trời bắp. Chạy cũng nhanh quá. Hồi chiếc này chạy lại 70 cây số giờ. Xe lửa cũng vui. Mấy giờ đây, tới giờ nghỉ trưa chưa? 11 giờ mấy, 11 giờ 15 rồi.